Chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại 6 giờ 16 phút thứ 6 ngày 2 tháng 8 năm 2024 nha các bạn. Thì đó là dương lịch, còn âm lịch mình thì hôm nay là 28 tháng 6 các bạn ơi. Thì hôm nay mình bắt đầu áp dụng thuốc để phun giai đoạn xoài nó vụ trà xuống trái nha các bạn. Thì mình làm đoạn video ngắn đó, chủ yếu là cập nhật báo cáo để các bạn tiện nắm được cái quá trình làm xoài, xử lý xoài của mình theo từng giai đoạn nha. Để mình cho các bạn xem sơ qua giai đoạn xoài hiện tại để các bạn dễ nắm các bạn ơi. Đây các bạn, tình hình xoài mình thì tỷ lệ là nó hết bông cũng khoảng cỡ 7382 nha các bạn. Tình hình đầu trái rất là tốt luôn các bạn ơi. Đối với Đài Loan thì nói chung là cái vấn đề làm trái thì nó cũng khá là đơn giản các bạn, nó không có quá khó đâu nha. Yêu cầu có bông thì có trái thôi các bạn. Đây. Bông này thì mình cũng thấy được hai trái đây. Da rất là sáng nha các bạn. Hộp quá chờ hộp luôn các bạn ơi. Tỷ lệ đậu rất là cao nha các bạn. Nhìn chung là tình hình xoài đậu rất là tốt các bạn ạ.
định hình đậu trái rất là tốt nha các bạn. Bông hai ba trái, ba bông trái không nha. Bông này đếm thử coi mấy trái nha các bạn. Một ba bốn năm sáu trái các bạn. Qua đây thì cũng là bốn năm trái luôn. Hột lên rất là mạnh luôn các bạn ơi. Rồi giờ mình vô bắt đầu áp dụng thuốc để chia sẻ với các bạn xem tham khảo nha các bạn. Quá trời đậu luôn các bạn ơi. Rồi các bạn, thì nước mình đã bơm sẵn nha. Phi của mình là phi 220. Thì mình cũng cho các bạn vừa xem xong cái giai đoạn sồi của mình hiện tại nha. Thì tình hình sồi nó tỷ lệ vũ trà xuống trái tỷ lệ khoảng 70-80% nha các bạn. Tức là 10 bông thì nó đã vũ trà hết 7-8 bông nha. Thì hôm nay mình bắt đầu áp dụng thuốc để phun giai đoạn sồi nó vũ trà xuống trái. Chủ yếu là chia sẻ với các bạn để các bạn dễ dàng tìm hiểu, dễ dàng nắm bắt nha. Thì để các bạn theo dõi được cái quá trình làm sồi của mình theo từng giai đoạn và sử dụng thuốc gì theo từng giai đoạn như thế nào nha các bạn. Thì hiện tại giai đoạn sồi của mình vũ trà xuống trái thì mình tiếp tục là sử dụng thằng Vingro nha. Gói của nó là 450g các bạn. Dịch bệnh là to khỏi lo bệnh hại, lưu dạng 2 chiều. Thì cái thằng Vingro này các bạn là nó dạng cớm nha. Thì giai đoạn này thì mình sử dụng là một phi của mình phi 220 lít nước thì mình sử dụng là 150g nha, 150g Vingro các bạn. Mình kết hợp thêm cái dòng thuốc bệnh dạng bột nữa là cái thằng nhíp lô nha, 150g nữa các bạn. Còn về nói với thằng nhíp lô này thì nó cái này nó quá thông dụng các bạn, ai cũng hiểu ai cũng biết nha. Vingro này thì khỏi phải nói các bạn, quá là ok nha. Chăm sóc giai đoạn hoa khi gặp thời tiết mưa bão hay quá là đỉnh các bạn. Và tiếp theo thì về vấn đề thuốc nước thì mình sử dụng là Hectop nha, 150cc. Cái thằng Hectop này mình cũng khỏi cần phải nói nhiều nha. Nếu những anh em nào đã sử dụng qua rồi thì tự anh em đó sẽ biết nha. Hectop thì quá ok các bạn, giá thành thì rất là dễ sử dụng nha. Một chai Hectop thì mình sử dụng được 2 phi các bạn. Chai nó một xị nha, 240ml các bạn. Mình sử dụng được 2 phi, mỗi phi thì 120cc. Rồi cái giai đoạn hiện tại cực kỳ là quan trọng, không thể nào mà không cái sử dụng cái dòng DK06 nha các bạn. Đây các bạn thấy đây. Cái dòng DK06 này á thì nó cũng giống như thằng Hectop như mình đã nói thôi các bạn. Những anh em nào đã từng sử dụng qua rồi thì không thể nào mà bỏ được nha. Vì cái mức độ hiệu quả của nó quá là tuyệt vời các bạn. Mình sử dụng giai đoạn sồi mình bắt đầu vũ trà xuống trái thì giống như giai đoạn sồi của mình hiện tại nha. Thì mình sử dụng sớm giai đoạn đó để giúp trái mình nó lớn nhanh nè, buông đòn hết cỡ nè. Và cái tỷ lệ sau khi mà mình sử dụng 3 cử mình áp dụng bao trái các bạn thì về sau sồi mình nó rút ngắn cái thời gian thu hoạch đáng kể luôn nha các bạn. Vì lý do thì sồi nó lớn nhanh nên cái thời gian thu hoạch nó sẽ ngắn lại. Trên thị trường hiện tại giờ các bạn, cái
cái hàng Voi Thái Chi Em nha các bạn, thì hầu như là bị nhái hoàn toàn luôn. Tất cả các sản phẩm như F4, F5, mềm đầu cửa, F3, đồ các thứ vân vân các bạn, đều bị nhái hoàn toàn hết các bạn. Còn về cái dòng DK06 nè, DK49 nè, cũng bị nhái luôn nha. Thì các bạn nhìn thấy nè, cái về cái thằng DK06 mà hàng chính hãng của mình các bạn, hoặc là DK49 cũng thế nha. Cái chữ DK này các bạn, cái chữ DK này nha, này là đi, đi này là một, một là mã nha các bạn, DK này là một là mã. Còn hàng nhái của nó là DK hai la mã, tức là chữ chữ D này, chữ Y này là Y hai la mã chứ không phải là Y một la mã như thế này nha. Nói chung là nó tỷ lệ nhái nó giống hầu như là 95-98% luôn các bạn. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn xem được cái cách mình chia sẻ để nhận biết cái sự tìm hiểu cái hàng nào chính hãng hoặc không chính hãng, thì các bạn nhìn nhẹ vào các bạn sẽ thấy ngay nha. Còn nhất mà những anh em mà nghe loáng thoáng á, không có nghe được mình chia sẻ hàng chính hãng hoặc hàng không chính hãng, thì các bạn sẽ bị dính ngay nha. Đây, đối với cái hàng DK06, hàng DKM49 nè, DK06 thì bung đòn lưng trái, DK49 thì chuyên dùng để rửa nước mưa, sương muối, hỗ trợ sinh nhị đầu trái trong thời tiết mưa bão. Thì các bạn cứ nhìn vào cái chữ DK, thì cái chữ D của mình là chính hãng của mình là một la mã, còn cái chữ D hàng nhái của nó là đi hai la mã các bạn, đơn giản vậy thôi, các bạn chứ nhận biết vậy thôi. Vậy thì các bạn rất là dễ để nhận biết và so sánh nha. Còn về cái hàng Voi Thái á, thì khi mà các bạn tìm hiểu mua cái dòng Voi Thái chính hãng á, thì các bạn lật vào cái mặt phía sau, các bạn sẽ thấy là hàng chính hãng á, là công ty trách nhiệm hữu hạn Voi Thái Chem, đó là đúng là hàng chính hãng các bạn. Còn cái hàng nhái của nó là nó không có để là công ty trách nhiệm hữu hạn Voi Thái gì hết nha các bạn, nó chỉ là để là mã vùng riêng gì đó, rồi xuống dưới là nó để Voi Thái Chem mà Chem Excel các bạn, rồi nó đóng ngoặc lại nha. Cái đó là hàng nhái nha các bạn. Mình rất tiếc là hiện tại mình không có cái bao bì, cái mẫu của hàng cái thằng Voi Thái nhái á, nên mình không có so sánh để các bạn, nói chung các bạn cũng khó nhận biết. Tại vì nghe lời nói không, chứ còn hình ảnh á, thì rất là dễ nhận biết các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ lại là cái hàng Voi Thái Chem chính hãng là mặt sau nó có để là công ty trách nhiệm hữu hạn Voi Thái Chem. Và cái hàng không chính hãng, cái hàng nhái á, là nó không có để là công ty trách nhiệm hữu hạn Voi Thái Chem, mà nó chỉ để là mã vùng riêng gì đó, rồi nó để là Voi Thái Chem, rồi cái là nó đóng ngoặc, mở ngoặc là Excel các bạn. Thì cái đó là hàng nhái nha các bạn. Rồi mình sẽ áp dụng thực tế để các bạn thấy nó rõ hơn, dễ hiểu hơn nha. Với mong muốn mình chỉ nói là hàng nhái hoặc hàng không nhái, hàng chính hãng hoặc hàng không chính hãng á, là để cho các bạn á, những bạn nào thật sự là tìm hiểu sử dụng hàng Voi Thái Chem, hàng chính hãng, để các bạn mà dễ dàng tìm hiểu. Còn những anh em nào không xài hoặc là không có dưới ý định xài thì các bạn khỏi cần phải quan tâm nha. 150g. Alo rồi. Bớt lại chút nữa. Rồi. Chính xác là 150g nha các bạn. Dạng cơm các bạn ơi. Rồi tiếp theo phía thứ hai. Tiếp theo là Wingo phía thứ hai nha các bạn, 150g. Rồi, vừa đủ nha các bạn. Rồi tiếp theo là nhíp lô. Tiếp tục nhíp lô cũng 150g nữa nha các bạn. Thì chỉ có thực tế như thế này nha, để các bạn dễ dàng theo dõi, dễ dàng nắm bắt các bạn. Chứ còn nói không thì rất là khó để phân biệt, khó để tiếp cận nha. Thì giống như mình đã nói rồi, là về cái phân biệt hàng chính hãng của hàng Voi Thái cũng thế, nó không có cái bao bì cái mẫu của hàng nhái, nên
chỉ các bạn thì nói chung là thật sự nó cũng hơi khó các bạn. Mình chỉ có hình ảnh thôi, mình không có cái sản phẩm thực tế các bạn, mình không có sản phẩm thực tế, tức là mình không có cầm trên tay á, mà để so sánh, để chỉ các bạn so sánh được. Nhưng mà các bạn cứ lưu ý như mình đã mới vừa nói xong á, mới vừa nói qua đó, thì các bạn sẽ ok thôi, tỷ lệ giống rất là cao luôn các bạn. Nhưng mà mình chỉ có cái ý mình để mình nhìn thôi, thì các bạn sẽ phân biệt được ngay. Rồi tiếp theo là Dika 06, buôn đoàn lớn trái giúp trái lớn nhanh, buôn đoàn hết cỡ nha các bạn, rút ngắn cái thời gian thu hoạch của mình và hạn chế vấn đề gốc đeo luôn. Phi thứ nhất nha các bạn, mình sử dụng nguyên chai nha. Từ giai đoạn vũ trà đến trước khi bao trái các bạn, mình sử dụng là 3 cử Dika 06 nha. Mỗi cử là một chai một phi các bạn, thì các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả đó, tối ưu của thằng Dika 06 nha. Thì giai đoạn vũ trà như sòi của mình đó, thì các bạn bắt đầu sử dụng cử 1, 7 ngày sau sử dụng cử 2 và phun một cử trước khi bao trái nữa, là 3 cử là ok các bạn. Không còn gì để bàn nữa các bạn ơi, quá là tuyệt vời luôn nha. Thì những anh em nào đã sử dụng rồi thì tự anh em đó biết, còn những anh em nào chưa sử dụng mà nghe mình nói không biết có đúng như vậy không, thì các bạn cứ tìm hiểu nha. Mua về sử dụng đi thì các bạn sẽ thấy được cái mức độ hiệu quả của nó nha. Rồi tiếp theo là cái head top nha các bạn, thuốc bệnh dạng nước các bạn ơi, tức là thuốc nấm á, với liều là nửa chai, tức là 120cc cho một phi các bạn. Chai của nó 240ml nha. Thì mình nói thật nha, đây là những dòng thuốc mình đã từng áp dụng qua và mình khẳng định được cái mức độ hiệu quả của nó rồi, thì các bạn cứ mạnh dạn mà mua về sử dụng thôi các bạn, không cần phải đắn đo suy nghĩ đâu, góp lại 50 nữa. Rồi phần còn lại mình đổ phi thứ hai luôn các bạn. Thì những anh em nào có theo dõi kênh mình thường thì các bạn biết nha, cái những dòng thuốc nào mình sử dụng qua rồi á, mình khẳng định được cái hiệu quả của nó, xác định được cái mức độ hiệu quả rồi mình mới chia sẻ các bạn. Còn những cái dòng mà mình chưa có sử dụng á, thì nó thật sự nha, mình đâu biết như thế nào đâu mà để chia sẻ các bạn. Nếu nói thì ai cũng nói được nha. Rồi các bạn, thì để mình điểm sơ lại nha, tất cả dòng thuốc mình áp dụng sử dụng giai đoạn sòi mình bắt đầu nó vũ trà xuống trái nha, tỷ lệ nó khoảng 70-80%, tức là 10 bông vũ trà hết 7-8 bông nha các bạn. Cái dòng thuốc bệnh dặn bột thứ nhất á, là cái dòng Wingo nha, dặn cơm sạch bệnh là to khỏi lo bệnh hại. Và cái dòng thứ hai là nhíp lô 150g các bạn, Wingo cũng 150g nha. Và một chai Dika 06, nửa chai hết top. Tất cả mình áp dụng phi của mình là phi 220 lít nước các bạn. Hiện tại 6 giờ 45 phút các bạn. Bắt đầu phun sạch thôi các bạn ơi. Quá trời đậu luôn các bạn ơi. Quá đỉnh luôn. Rồi các bạn ơi, thì các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Quá tuyệt vời các bạn ơi.